Are you okay? Bùm. Rồi, và hôm nay mình sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các bạn còn lại sau một quá trình nợ nần chồng chất. Ok các bạn, mình sẽ giải đáp thắc mắc nha. Chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nốt. Mình chuyên về giảng dạy thanh nhạc, sản xuất âm nhạc, nhạc nhạc nhạc. Các bạn chỉ biết nhiêu đó thôi, được rồi, nhạc nhẽo. Mình cũng dàn dựng biên đạo, dàn dựng chương trình luôn, văn nghệ ý đúng à, nhưng mà trên đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn thanh nhạc, chia sẻ về chủ thể là các kỹ thuật thanh nhạc đó, biết vậy đi à. Rồi ai chưa đăng ký kênh hoặc là ủng hộ tôi hoặc là muốn nghiên cứu phát triển thêm những cái vấn đề về đó, về thanh nhạc hoặc là về âm nhạc chuyên sâu, chuyên chuyên môn gì đó, các bạn cứ đăng ký kênh của mình nha. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc nha. Vô luôn câu hỏi đầu tiên của bạn. Ergo Erogame TV. Thầy ơi, chào bạn. Erogame TV, game mà game minh đó nhé. Thầy ơi, học mid voice thì cần những thứ cơ bản gì ạ? À? Em có liên kết được head và chest rồi rồi nhưng chưa có kỹ thuật cơ bản nên em không dám tập tiếp mid voice. Thầy nghĩ như nào là vấn đề về vấn đề này ạ? À? Mid voice, chest voice là kỹ thuật cơ bản các bạn. Nó không có gì cao siêu cả, mấy đó là cơ bản basic thôi. Ừ, mid voice, chest voice, head voice cái gì đó nó đều là cơ bản cả, nên các bạn bạn quất đi chơi đi, đừng có ngại gì hết nha bạn. Bạn Euro Game TV đó. Còn những cái mà nâng cao và cao siêu hơn á thì câu chuyện đó là các bạn phải làm, đó là kỹ thuật mở rộng quảng rộng cho các bạn đấy, hoặc là tăng cường nội lực sức mạnh của các bạn, hay là vượt qua giới hạn bản thân ha, nó vậy đó, ghê ghê gớm. Chứ không phải gọi là cái gì mà chết voi, mít voi, hét voi, mấy cái đó là cái đó không, cái đó là cơ bản, cái đó là basic, cái đó là vô đầu tiên là phải tập tập để có cảm giác về những cái thứ đó để hát cho nó hay ho, hay ho hơn á. Ok các bạn, ok. Em học mid voice thì cần những thứ gì cơ, thì cần những thứ cơ bản gì? Thứ gì hả? Cần đăng ký kênh của mình nè, cần thường xuyên update và lên video mình coi nè. Thường tại vì nó có những cái nội dung trong đó rồi, các bạn chỉ cần vào giọng học thôi. Còn mid voice thì để hát được mid voice đầu tiên bạn phải có hơi thở. Hơi thở của bạn phải áp dụng vào được trong mid voice. Mà mid voice là gì? Bạn phải có kiến thức về mid voice. Đó, rồi áp, rồi thực tế thực hành thì áp dụng hơi thở vào trong mid voice như thế nào để ta tạo nên âm thanh mid voice, và sau đó rồi áp dụng mid voice vào trong bài hát. Áp dụng, câu chuyện chúng ta là câu chuyện áp dụng, giữa áp dụng ha, mid voice vào trong bài hát. Ok. Ok. Em có liên kết được head và mid rồi nhưng chưa có kỹ thuật cơ bản nên không dám tập. Tập đi bạn ơi. Nếu bạn liên kết được chest với mid là ok rồi đấy. Rồi chịu khó bây giờ làm cho mid voice của mình, vùng mặt nạ của mình nó rung rung lên 360 độ. Tác động hơi. Đó là mid voice đấy. Nó mid voice đâu khó đâu các bạn đừng có đặt nặng vấn đề là mid voice là cái gì nó quá ghê gớm. Nó là basic về kỹ thuật cơ bản. Ok, basic về kỹ thuật thanh nhạc chứ. Nói chuyện tào lô ghê. Ok. Rồi, ok ha, câu hỏi mình là mình trả lời hết cho các bạn rồi đó, cho bạn Ego Game GG rồi đó. Rồi. Rồi, tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Nhớ nha, mid voice chỉ là cơ bản thôi nên tập đi. Đăng ký kênh của mình và xem tiếp các video về hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, sắp tới mình sẽ ra rất là nhiều về về kỹ thuật cơ bản mid voice trong mùa này, mùa corona. Thầy bạn ok. Holy Puck. Holy Puck. Ok. Thầy hướng dẫn tăng vẳng giọng đi ạ. À. Mới luôn. Điệp khúc như những phút ban đầu em chơi full pha. Ok. Luôn.
Đoạn cuối lên tông em vẫn gồng mình hát nổi, nhưng ghê chưa, lên tông là khúc như những phút ban đầu ha, nhưng khúc mãi mãi tập hoài chả được. Em đẩy lên hit cao mà nó có chuyển hẳn sang hit luôn, là chuyển sang gió luôn, đúng không? Bariton nên giọng cao ấm sẵn, em chỉ cần tập cao hơn là được. Ok bạn, tập hit là tốt rồi đó. À, bạn chuyển sang gió cũng được, mới mới cũng được, có gì đâu. Tại sao các bạn cứ phải vấn đề ở đây là chuyển giọng gió hay là giọng giọng thật ta? Gió thật hay không quan trọng, cái quan trọng là mình tự tin mình hát cái đó nó vẫn hay. Có những kỹ đối với bạn, bạn hát giọng gió được, nhưng mà đối với người này hát giọng gió không được, người này hát thẳng được thôi. À, cái nào nó cũng là cái hay cả. Rồi bây giờ bạn muốn tập hít lên luôn đúng không, hít thẳng lên luôn đúng không, thì bạn sử dụng mid voice. Mid voice, mid voice sẽ làm cho giọng hát của mình nó cân bằng, nó sáng hơn. Đấy, nó sáng hơn, nó bóng hơn, nó mịn hơn. À, nó bóng hơn, nó bén hơn đó. Ok. Rồi, tăng quản giọng mà. Đoạn cuối lên tông em hát được. Nói chung là bạn chơi full pha là tốt rồi đấy. Tại sao không chơi nữa đi? Khi mà lên cao đấy, bài đó hát làm sao ta? Quên rồi. Chờ mình 3 giây nha. Như những phút ban đầu hợp âm rồi. Tông gốc là pha thứ. Ok, đẩy lên son, lên tông nè. Ok. Dù cho tháng năm kia đổi thay, đúng không? Dù cho bao mong manh mãi nơi này. Cái này là lên tông rồi nha bạn. Đang son thứ đó. Hình như nó mờ mờ. Ok. Rồi, tiếp luôn. Này, dù nói đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Đã khúc này bạn nói đúng không? Đúng rồi. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Nè, mình chơi full pha nè ha. Full pha là cho mãi mãi. Đó. Thì thôi cứ giữ full pha chơi luôn đi, mà mở rộng cái, ví dụ ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Khi bạn lên cao bạn cần mở rộng cái khoảng vang của mình ra, vang trước còn sau, nhưng mà vang trên dưới nè, để nó tạo được cái độ cao. Mãi mãi này người yêu, hãy xin quan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Đó. Vậy thôi, cái khi mà chơi lỡ chơi full pha chơi luôn đi. Full pha thật sự nó là giọng mà tiếng Anh nó gọi là giọng cân bằng á, giọng cân bằng giữa cao và thấp á, thì nó gọi là full mix ấy. Nó gọi là hay thường được gọi là giọng balance, đọc mình đọc balance. Là giọng cân bằng á. Balance. Đọc sao? Comment xuống dưới chỉ mình cách đọc đi. Mình tiếng Anh nhiều quá, tiếng Anh tiếng U tùm lum hết á. À, giọng cân bằng giữa chest mid á, mid voice á, hòa trộn mà cân bằng giữa cao và thấp ấy, thì giọng balang. Ok nha. À, nhớ xử lý, à góp ý thêm là nhớ bạn xử lý cho nó hay, cho nó tình cảm vào, chứ không có nhất thiết là mình phải cứ full mid như vậy nha. Đâu thì falsetto vẫn hay nha các bạn. Falsetto vẫn hay, cho thêm miếng falsetto nào, nhẹ nhẹ vô, tình cảm vô. Rồi. Đó, thì là lâu lâu, thí dụ như là lên cao quá chuyển sang hét luôn. Baritone mà. Ví dụ mình hát này. À, mình không lên hét luôn mà mình lên qua qua falsetto qua gió luôn, tên thích mình chơi thôi à.
cá tính của mình mà. Trời ơi, bạn có được giọng baritone, giọng dày là ngon quá trời rồi. Ấm áp rồi, giờ tình cảm luôn. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau mít ta mình đang biết á, kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hai, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sau. Vẫn hay các bạn ơi, đó là do cách chơi thôi, đừng có bắt chước 100% ca giọng, một giọng ca nào, một bài hát nào, một ca sĩ nào, bởi vì hay lắm là giọng tenor gặt gèo luôn, còn bạn là giọng baritone, hai cái màu giọng khác nhau, mình sẽ chơi hai cái style khác nhau và nó vẫn có cái hay khác nhau. Ok chưa, mình phải là chính mình. Ok rồi, next, qua câu tiếp theo. Bạn Tuấn Dũng Vũ, xem video đầu không ấn tượng lắm nhưng càng xem càng thấy thầy hướng dẫn rất trực quan và dễ học. Cảm ơn bạn Thanh Kiều, bạn đã có một lời khen rất là dễ thương, mình rất là thích khen, cứ khen đi vì cuộc đời cho phép. Thầy hãy làm video hướng dẫn và chọn vị trí giữ âm thanh đi, chọn và giữ vị trí âm thanh. À ok, học bài Sigon, học hát bài Sigon nữa. Mê bài Sigon đúng không? Hẹn một video gần nhất mình sẽ chỉ cho các bạn hát bài Sigon. Ok rồi, gần nhất luôn, sớm sớm thôi, hãy đón xem video, đăng ký kênh liền, không thể bỏ lỡ bài đó, uổng lắm. Bài đó là bài khó nhất thế giới, nghe đồn là vậy. Mình cũng thích, cực kỳ thích bài đó, đó là ước mơ chinh phục ngàn nỗi đau và mình chinh phục được rồi. Ok, chọn và giữ vị trí âm thanh. Vị trí âm thanh là đâu? Vị trí âm thanh là trên gương mặt, là thực sự nó là mix voice đấy. Để kỹ chút xíu nha, nó là mix voice đấy, nó là giọng và giọng như không? Mix voice, âm âm thôi. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol, là lúc đó nó sẽ tự đẩy lên em. La si do. Thì cái đó nó là mid voice, các bạn giữ được âm thanh trên mid voice nè, hơi thở support vô là vậy thôi, vị trí âm thanh thôi, đúng không? Phải có hơi thở, tập mid voice. Sắp tới mình ra rất nhiều các video nói về mid voice, bài tập hướng dẫn chi tiết cặn kẽ luôn đó. Mọi người tiếp tục đăng ký và ủng hộ kênh mình để xem video về mid voice, thì lúc đó vị trí âm thanh của bạn sẽ ngon lành cành đào. Ok nha. Rồi Tuấn Vũ Dũng. À, còn bài Sigon thì mình nợ đi, khi nào mà mình làm, mình làm ra mình trả nha. Ok, mình còn nợ nhau thì mình sẽ còn gặp nhau dài dài. Ok các bạn. Ok rồi, thời gian còn nhiều, chơi tiếp luôn. Cũng là bài như những phút ban đầu, làm sao để tự mãi mãi nó kéo dài được, bạn Ly Kiệt Hy. Kéo dài là sao? Thứ nhất là cổ bạn phải thông thoáng. À ok chưa, mãi mãi cho mày như những phút ban đầu á, thông thoáng à, để cho cái hơi nó qua, cái hơi nó giữ, nó tác động lên trên cái phần âm thanh của mình, về phần mid voice á, phần âm thanh của khoảng vang thì bắt đầu nó à, không? Cái thứ hai, thứ này là phải thoát được. Để hơi thở dài hay không là do bạn phải biết cách nén hơi, nén hơi ở phần bụng. Đó, cách nén hơi, mở miệng ra, nén hơi lại để kéo cái hơi nó dài ra. Đó là một cái quá trình tập luyện về cách sử dụng hơi ở phần, nén hơi phần cơ hoành đó. Thì nó dài, thì còn khi bạn lên cao thì bạn sẽ hát dài được thôi, hát cao được thôi. Đó, kỹ thuật nó hay lắm, nó tinh tế lắm, nó hay.
Thì vậy mà muốn học kéo dài hơi hay là muốn học mid dôi hay là muốn học các kỹ thuật khác cao đồ thì liên hệ mình, đăng ký lên mô tả bên dưới, mình có dạy online hả? Lại quảng cáo hả? Mình có dạy online, mình có cái group nữa, cái group mê hát vô đây hết nữa, vô trỏng chơi ở đây với cái group mê hát vô đây chơi hết là miễn phí, không có lấy tiền gì hết. Còn bạn muốn đi chuyên sâu hơn, muốn tập cho bạn từng ly từng tí, bởi vì bạn có cái mục đích của mình, thì bạn có thể đăng ký khóa học bên dưới. Mình có khóa học trong mùa corona này đang giảm giá rất là ngon, rất là tốt, thấy không? Mình có dạy online từ xa luôn, đảm bảo là không bị lây nhiễm dịch tùm lum qua internet. Ok, ghê thiệt. Rồi các bạn, để hát được như vậy phải hơi thở bằng máy chắc nha bạn. Ly kịch thi, ok ha. Hơi thở phải chắc, thông thoáng, sức nén hơi, tác động lên mid voice, thì âm thanh nó mới ra giải. Vậy thôi, có nhiêu đó, quay tới quay lui cũng có nhiêu đó thôi hả. Đấy, gặp mình thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ học nhất có thể. Đó là tư duy tối giản. Ok, rồi qua bạn tiếp theo. Lại gặp bạn, tiếp tục là bạn, một người thân quen là bạn hải tặc tí hon. Gen Hunter hỏi một câu hỏi rất là dễ thương, hỏi nốt ngực cao nhất của thầy là nốt gì ạ? Nốt ngực hả? Nốt ngực khó quá ha, ý là bỏ cái giọng head voice đi đúng không, là giọng ngực không đúng không, khỏi mid voice luôn, giọng ngực ha. Giọng ngực cao nhất của mình, giọng tenor là giọng mấy đó. Ví dụ vậy, son son la bể không, trả lời là thôi là tenor mà nốt son được, nhưng mà nốt la bể nếu sẽ không sử dụng mid voice, nếu không sử dụng head voice, son la bể. Nốt son son bốn la bể, ok chuyện test. Ô, có những câu hỏi rất đơn giản, rất dễ hiểu. Thầy thị phạm thử bài Sigon. Câu này bạn Anonymous VNS. Thầy thị phạm thử bài Sigon bằng kỹ thuật thanh nhạc đi thầy. See you again. Hẹn ngày hôm lại. Ok, bữa là sẽ có cái clip riêng ha. Cái clip này chỉ giải đáp thắc mắc thôi. Nét qua. Sẽ có cho bạn, hãy đăng ký kênh của mình và tiếp tục ủng hộ mình đi, mình sẽ làm tất cả các video mà các bạn thích. Dễ thương không thầy ơi, vậy tụi em xử lý cái thác micro đi thầy. Mong thầy hát micro hả các bạn? Vậy xử lý hát micro hay là hát micro, cách xử lý khi hát micro? Đầu tiên luôn là khi các bạn hát micro, các bạn phải biết micro là một cái thiết bị hỗ trợ cho bạn khuếch đại âm thanh và làm giọng hát của bạn, nói chung là hỗ trợ giọng hát của mình. Nếu các bạn hát chay thì nó sẽ rất là những cái vấn đề nó lòi ra ngoài, đúng không? Hỗ trợ mọi thứ về cường độ, về âm lượng trong giọng hát, độ vang nữa. Đó, nhưng mà khi mà hát chay thì nó sẽ không có điều đó. Đó, đầu micro nó là như vậy, âm thanh nó sẽ xử lý tùy theo âm thanh hay âm thanh dở nữa, đúng không? Đó, nhưng mà nếu mà để hát được mic micro tốt á thì bạn phải có một cái độ vang tốt. Đầu tiên bạn phải biết giọng hát của bạn phải có một cái độ vang tốt. Vang tốt bình thường thôi, bạn chỉ cần tập cho tôi một vấn đề là bạn tập mid voice tốt vào. Sắp tới tôi làm video nói về mid voice. Tại vì nó nằm, mid voice là nằm trên cái khoảng vang trên gương mặt của mình, là khi phát âm thanh ra là nó chạm vào micro liền luôn. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý, cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Đó, âm thanh của mình đầu tiên nó phải vang. Bước 1, xử lý micro nha. Đầu tiên là giọng hát của mình nó phải vang, tập mid voice kỹ hơn, hát thoải mái hơn, vang hơn. Rồi tiếp theo là micro là bộ phận hỗ trợ khuếch đại âm thanh, thì khi hát đầu tiên vô, đầu tiên câu đầu tiên vô hát nhẹ thôi và để gần bên miệng lại, tại vì khi mà bạn hát âm thanh của bạn được kiểm soát bởi ai? Bởi cái anh cha chỉnh âm thanh. Đúng không? Hoặc là bởi cái âm thanh đó, thì bạn đâu có biết là cái âm lượng nó phát đùng một cái là bạn vô một cái là nó to liền hay nó nhỏ đâu. Bạn cứ hát nhỏ theo,
đó là kinh nghiệm. Hát nhỏ thôi, hát vừa phải, hát nhẹ nhàng thôi mà để micro gần lại, giống như là tôi giống như cái bài giống như bài này này. Yeah. Nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thân xa, nhẹ nhàng vậy đó đúng không? Mày micro gần lại nè. Nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thân xa, vậy thôi. Để làm sao để cha chỉnh micro hay là âm thanh đó, dặn cái volume lớn lên chút xíu để làm gì? Mình hát nhẹ nhàng mình đỡ mệt và lúc đó mình đỡ bị gồng cổ, hiểu không? Trời ơi, kinh nghiệm, hát nhẹ thôi để cha micro chỉnh lên. À này, thằng này con này nó hát nhỏ quá, mình chỉnh volume lớn lên chút xíu cho nó. Cái tự nhiên mình hát nhẹ nhàng mình đỡ mệt hơn, tự nhiên mình hát to chứ nêu nuôi tiếc tân, xong rồi ông thấy cái ông chỉnh âm thanh á, ông thấy ồ kìa, này hát to quá, giọng khỏe quá, dặn micro nhỏ lại, hát hả gào banh cổ họng luôn rồi đổ thừa cho ông âm thanh, đổ thừa đâu có được, nhẹ nhàng thôi, đúng không? Vậy để không dặn volume to lên, ông để cái mixer ông đẩy to lên cho mình, chỉnh độ vang lên cho mình, đó là cho cái đó nếu mà đi hát sân khấu. Còn nếu mà không đi hát sân khấu thì bạn ở nhà bạn tự bạn dặn micro to lên đó, cái đó là cho mình hát vừa phải để nhẹ nhàng, dặn micro to lên nghe vừa đủ phê. Mà nó có khi mà hát nhẹ nó tạo cho người ta một cái cảm giác thoải mái, nghe nó feeling hơn. Và trong kỹ thuật thanh nhạc nó có kỹ thuật thả lỏng cổ. Bạn hát nhẹ là cổ bạn không tự thả lỏng hơi thở, tăng tác động lên mic vô nó lại càng hay hơn nữa, tất cả trong một luôn. Để micro vào hát nhẹ lại, nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếng nuôi để yêu thương xa thân xa, để gần gần miệng như thế sát luôn, đừng đụng cái môi, đụng môi khó di chuyển. Thôi sát sát thôi. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua, lúc đó mình có thể thì thầm tình cảm, lúc đó giọng hơi của mình nó sẽ tác động vào trong đó, một cảm giác rất là ấm áp, giống như Hoài Long và giống như Bùi Anh Tuấn gì đó, cực kỳ hay. Cố giữ lấy, cố giữ lấy dù chỉ để ngày mai được không giấu. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay lạc tan trong lỡ lạc. Để gần đó nha. Cuộc đời để mình có thể nói những cái câu tình cảm như thế nè. Cuộc đời như con nước buồn trôi dạt về đâu, về đâu. Nhẹ nhàng tình cảm nè, cứ để gần luôn. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa, thương này xa quá chân trời. Đừng để ta tan trong con sông buốt xa, con sông buốt xa cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Lúc đầu mình sẽ đưa nhẹ ra chút xíu, tại vì khúc này mình đã sử dụng mic voice, mình hát to lên, to lên chút xíu để tạo nên sự căng thẳng. Mình đưa nhẹ thì bây giờ bạn muốn hát to nữa thì bạn giữ luôn cái vị trí âm thanh đó, cách nhau khoảng chừng, đừng có xa quá, khoảng chừng không tới một tấc đâu, khoảng tấc và nếu nào hát mạnh nè, nếu mà hát mạnh thì bạn cũng để xa, dù cho tháng năm kia vẫn cứ như vậy, khoảng một tấc thôi, đừng có nhiều quá nha, chưa tới một tấc đâu, tùy theo micro của bạn thôi nha, khoảng 8-9 phân thôi. Khi rồi thấy dù cho bao mong manh mãi đó, khi những cái đoạn gió đó bằng đưa nhẹ nhau mãi nơi này, đoạn gió nó yếu mà mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu muôn lần và mãi mãi đó, như vậy thôi. Thì cái lúc nào bạn hát mạnh thì bạn đưa ra khoảng chừng cho mình tức, chưa tới tức rồi đó. Khi mà hát nhẹ thì bạn để gần này, gần 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 cái môi của mình luôn, chạm đừng chạm vào nó, mấy nhiều có micro nó có điện nó giật tê tê. Ok nha. Lần tất thôi, xa nhất lần tất. Còn khi hát mạnh hát nhẹ không? Rồi khi mà lên cao thì bắt đầu đưa ra khoảng nhiều
30 cm. Có như có một những ca sĩ giống như là chị Phương Thanh đó, đó là chị Phương Thanh thì khỏi nói, là chị hát âm thanh chị vang gào thét không, đó là một cái style riêng của chị rồi. Nhưng mà micro lúc là để mà xa như vậy á là độ hút nó mới phải rất là cao, nên cái vấn đề ở đây là nó có thể là một cái kỹ thuật nó rất là nên mình nói là nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc trưng rồi, nên mình đừng có vậy để vừa vừa thôi, xa lắm thì cũng cỡ phần gan tai hơn chút xíu rồi. Giọng bằng khỏe lắm, giọng bằng khỏe lắm, bằng gào thét lên thì má, còn nếu mà không khỏe thì đừng có gào như vậy, cứ để khoảng tầm nửa gan tai thôi là ok rồi nha. Đầu tiên là giọng của bạn phải có hơi, phải mid voice tốt, hát mid voice tốt, nhẹ nhàng từng chậm. Sau đó là nếu như nút bắt đầu vô hãy những nốt đầu tiên á thì nhẹ nhàng á thì hãy để gần như đây, thì để gần cái môi của mình và thì thầm. Nốt nào cao cao khỏe khỏe thì ra khoảng chưa đầy một tấc, khoảng 8-9 phân. Và sau đó mà nếu mà có cao trào á thì ra khoảng chừng gan tai, maximum là gan tai. Ha. Đó. Thì lúc nào cái mũi micro nó cũng hướng vào cái phần âm thanh của mình. Ha, chứ không phải là mình hát á cổ mình ngước lên và micro để dưới á, vậy sao được. Nếu mà cổ mình ngước lên thì micro mình hát á, đúng không, thì nó mới ra được cái âm thanh, nó mới hút vô, tại micro nó định hướng mà, nó là một dạng micro định hướng thì nó hút những cái mà phía trước đó thôi, còn những cái xung quanh thì nó sẽ không hút. Ha, micro để hát karaoke đó, còn micro phòng thu là khác nha. Micro phòng thu là nó hút rất là khỏe, nên bạn ở cái không gian nào thì nó hát trong phòng thu thì nó lại là một cái kỹ thuật khác nữa đó. Nhưng mà trên tạm thời là như vậy, là hát mic nó là như vậy nha. Rồi, kỹ thuật hát phòng thu chúng ta sẽ nói chuyện sau. Rồi ok, wow, trời nói luôn nó mệt luôn. Ok, và tới đây cũng dài lắm rồi ha, hẹn lại hẹn các bạn tới một video tiếp theo và những cái câu hỏi, và tiếp tục đặt những câu hỏi thắc mắc của mình và tiếp tục luyện hát để hát hay hơn cùng mình, cùng kênh của mình và cùng mọi người xung quanh luôn. Chúng ta đang tương tác với nhau trên với nhau đấy, và các bạn ơi hãy comment và hãy tham gia group của mình luôn. Group ở dưới tên mô tả của mình là mơ mê hát vô đây hết. Còn ai mà muốn luyện thanh chuyên sâu hơn, tập luyện chung với mình và mình bắt mạch, mình kê đơn thuốc cho các bạn về các kỹ thuật thanh nhạc, về hướng dẫn luôn, thì các bạn đăng ký vào cái kênh ở dưới là có phần cái phần về khóa học của mình đấy. Trong mùa này đang giảm giá rất là có lợi cho các bạn nha, tranh thủ nhanh tay đăng ký, đảm bảo các bạn là các bạn sẽ có một cái sự tiến bộ kinh khủng khiếp. Ok, vui vẻ như vậy thôi, mọi người cũng sẽ tiến bộ. Không học trực tiếp mình thì học online thì vẫn có tiến bộ, nhưng hơi chậm chút xíu ha. Ok, không sao, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem, bye bye.